nói đó là cái cảm xúc của chị nói tới dân Tàu, tại vì chị nghe nói là cô Hằng rút lại, nói thiệt chứ lòng chị nói như cũng đau đau dữ lắm, là tại vì thằng cháu chị mỗi lần nó bệnh gì nó sắp chết rồi, mình nghĩ đi những đứa trẻ khác mà nếu nó không được mổ hiên rồi những người mẹ nó đau cỡ nào. Chị nói nó đau cỡ nào hả, mà em chị cũng vậy, hồi đó chị thấy mỗi lần mà nó lên cơn là chị nói thiệt chị không biết nói làm sao không nói, cái mình nói không biết cái cảm xúc mình khổ mà con mà sắp chết mà nghĩ sao không có người cứu mà được cô Phương Hằng cứu thằng cháu của chị, nói thiệt cái cảm xúc cả đời chị, nói thiệt chị cả đời chị mang ơn. Mang ơn cả đời không có nói, mà nói dù rằng chị nghèo chị không có thể nào có thể cho nha cô Phương Hằng. Ừ, hay là hồi đó nói ngay không phải biết không không biết cô Phương Hằng nghe, chỉ biết đó là cô cũng lành thôi, chị nghèo khổ chị đi bằng được. Ừ, giả tỷ chị không có tiền để cảm ơn hay là mua cái món quà nó xứng đáng, thì anh em chị đi bằng được con cá, nó ngay con cá nào bự bữa đó có đem ra cô Phương Hằng hoặc bằng được vài con khô, nghèo khổ mà đâu có tiền, không có nói đặc hậu là không có mua, chỉ bằng được đi có để cho thôi chứ chưa chưa có cầm tiền để mua được cái món gì. Ừ, cảm ơn cô Phương Hằng cả, à, cô cũng lành cả, bởi vì chị nói mỗi lần Tết nhất chị nói anh ba chị nếu có thời gian á đi ra cô lành ngoại chơi, cảm ơn cũng giờ cô lành mình bị sống chứ chị không có biết là cái hội này của cô Phương Hằng hay của ai bất cứ đó. Nó bà không có từng sống trong cái cảm xúc mà anh em ha con cái nó vậy, rồi chị nói không phải nó khổ dữ dằn lắm, gia đình chị nó ăn từ miếng cơm dư cơm thừa của người ta, là mình nói không phải thừa người ta thấy, nhưng người ta không ăn người ta cho rồi mình ăn cơm. Hồi xưa thì đâu có cơm từ thiện để ăn đâu, mẹ chị ba chị đồ đó, một người thì nằm chợ rẫy mấy tháng, một người nằm lông ăn mấy tháng, rồi giờ tới cháu chị biết khóc thôi. Tôi Mà nằm chợ rẫy là tôi không biết nhà tôi là ở đâu, nằm 3 4 tháng chưa biết về nhà, đời phải bất hạnh cỡ đó, rồi giờ bệnh hoạn liên miên đó. Bây giờ mình có gửi lời cảm ơn gì đến chị Hằng không, và mình mong muốn điều gì? Có nói con thiệt thật sự con cảm ơn cô Phương Hằng đã giúp đỡ gia đình con, giúp đỡ cháu con mổ thêm, và con mong muốn cô Phương Hằng đừng bao giờ dừng hội mổ tim này lại, hãy để như hội mổ tim này phát triển cho những cháu bất hạnh ở trên đời, ai có nói gì nói cô ơi. Đó, cô làm đúng với lương tâm mình thôi, còn những người làm không đúng với lương tâm thì để cho lương tâm họ phán xét đi, còn những người mà khổ cần cô dữ lắm, đang cần cô giúp đỡ đó, đồng mổ tim mổ đồ cho những cháu đã sanh ra đời bất hạnh rồi đó, cô đừng có nghe những lời dèm pha gì hết, cô làm đúng với lương tâm cô á, chắc có lẽ sống ở đời chắc mẹ ở trên đã ban cho cô á phước lành nên cô sống bây giờ, chắc cô có thể thay thế mẹ để giúp đỡ những trẻ em khuyết tật khổ sở, con xin cô đó, con chân thành con xin cô, cái này là con xin cô một lần, này là một thứ hai con xin cô đừng bao giờ lấy lợn hội mỗi tim, phải riêng con hay riêng cháu con cầu xin cô và thay mặt tất cả những trẻ em bất hạnh để xin cô đừng bao giờ lấy lợn hội mỗi tim, còn những lời dèm pha họ nói làm gì, yêu cầu cô làm đúng với lương tâm thôi, cũng một lời nói của cô, chỉ một lời nói của cô thôi mà cứu cả vạn người cả trăm người, là cả trong đất nước này những đứa trẻ bất hạnh để cần được mổ tim, con còn gia đình con riêng gia đình con phạm điện thí cảm ơn cô, con cảm ơn cô chân thành cảm ơn cô rất nhiều luôn, rất là nhiều đó. Con thi rằng con nghèo khổ chắc cả đời con chưa bao giờ biết cô ở đâu hay là hoặc để nói lời cảm ơn chân thành, mà ngày hôm nay nhờ có trên đó là quay lên YouTube gì điện thoại gì nè đó, mấy em lậu phỏng vấn nếu được có cô đó. Nghe tới tai con cảm ơn cô, con chân thành cảm ơn cô, mà con xin cô, con xin cô, con khuyên cô hãy giữ lợn hội mỗi tiên. Ở đây cũng có trường hợp mình thấy khổ lắm, mà nếu mà không có những cái quỹ hỗ trợ đấy là người ta không biết đi xoay sở làm sao đó, tại vì mình chứng kiến rất là nhiều người tiền ăn còn chi phí không có, rồi mổ tim khoảng mấy chục triệu, có trường hợp mấy trăm triệu, đi lụm từng đồng bạc, gom từng xu từng hào của khắp đất Đại Nam để rồi mà đóng góp vô cái quỹ từ thiện mổ tim cho từng em một, cứu mấy em từ cái chết trở lại cái sống. Quý vị nào đã từng lâm vào hoàn cảnh của em đi, quý vị sẽ thấy cứu những cái đứa trẻ em mà cha mẹ nó nghèo không có một chút ăn cơm.
nó làm bệnh viện tim thì mổ tim, thì đợt đấy mình cũng lo lắng là cũng được một hội xã hội hỗ trợ cho 20 triệu, thì mình cũng rất ấn tượng với những người mà người ta cái lời mà hỗ trợ cho những người khó khăn á, thì mình cũng có cái cảm giác cũng đồng cảm được những người có con mổ tim này kia, thì thường là mình thấy là 10 người thì 7 người ủng hộ chị là chuyện tất yếu, nhất là những người gọi như là khó khăn hay là gì á. Tại việc làm của chị ta rất là tốt. Anh chia sẻ kỹ hơn về con anh mổ tim chi phí như thế nào? À, con của anh mình mổ tim đợt đấy là hết 80 mấy triệu tiền mổ, sau này thêm hết đâu 20 mấy triệu nữa, thì được bên hỗ trợ xã hội á, người ta hỗ trợ cho 20 triệu. Được gửi thư rồi. Con trả giá là mình còn trả là hơn 50 triệu nữa hả? Không. Là nghĩa là cái ca mổ hết 80 triệu được phát sinh thêm lúc sau nữa hết 20 triệu, cái ca đấy mình hết 80 triệu mình trả, còn cái 20 mấy triệu là được hỗ trợ 20 triệu. Đúng rồi. Thì mình cũng rất là ấn tượng với, tuy 20 triệu đối với mình cũng không nhỏ mà không lớn, nhưng mà tại vì khi mình làm bệnh viện, có mình làm bệnh viện á, thì mình thấy những cái hoàn cảnh cũng làm như mình mà cũng có người ta được hỗ trợ 100% luôn, mình rất là vui điều đó. Nhưng có người mình ở đấy cũng nằm chung với người ta cả tháng trời mà cũng người ta khổ lắm mà không có tiền ăn luôn á, mình đi còn phải đi xin cơm từ thiện phụ nhiều dùng cho người ta á. Đó đâu là mình thấy rất là quý những người mà hỗ trợ cái quý mổ tim đó. Là anh là cũng là người là cha là tình chuyện con mình mổ tim. Đúng rồi, con gái tôi mổ tim. Đúng rồi. Thì anh thấy là cái hoàn cảnh của những người đó họ cần người như chị Hằng hỗ trợ quý mổ tim, thì anh thấy là cái hoàn cảnh của họ như thế nào, mà nếu mà gặp người chị Hằng mà hỗ trợ như vậy thì anh thấy lý tưởng của anh. Thì đúng rồi, mình cũng rất là cảm kích cái hành động của chị Hằng, và những không phải một mình chị Hằng đâu, còn rất là nhiều người ta hỗ trợ và những cái quỹ bổ tim. Đấy, mình rất cảm kích cái hành động đấy. Và mình thấy chị ta làm những cái điều rất là tuyệt vời mà bị công kích nhiều quá, đâm ra mình cũng thấy bất mãn. Lúc mà anh chăm con ở trong một viện đó, thì anh thấy những người xung quanh mình đó, con bổ tim thì có hoàn cảnh khó khăn như thế nào? Có nhiều trường hợp ở Tây Nguyên á, Đắk Lắk, Đắk Nông, người ta đến người ta mổ tim mà người ta không có chi phí luôn á, ăn uống không có luôn á. Mình đây cũng không phải khó, không phải giàu có gì lắm, mà đâu đâu mình phải cho hộ phụ người ta 200-300 triệu gọi là tiền ăn á, mình thấy gọi như đồng cảm á. Mình cảm thấy mình cũng có được cái này 4 là nãy 23 phải không? 27. Tại vì ở đây cũng có trường hợp mình thấy khổ lắm, mà nếu mà không có những cái quỹ hỗ trợ đấy á, là người ta không biết đi xoay sở sao luôn á. Tại vì mình chứng kiến rất là nhiều người tiền ăn còn chi phí không có, rồi mổ tim cả mấy chục triệu, có trường hợp mấy trăm triệu. Mình chứng kiến con bé kia người dân tộc hết cả 400 mấy chục triệu á, mà được hỗ trợ 100% luôn. Đấy, tại vì mình sống ở đấy, ở viện tim đấy một thời gian mà. Dạ đúng rồi. Bao nhiêu quên rồi nhỉ? Dạ đúng rồi. Thì nghĩa là không có cái quỹ đấy thì rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn á, người ta rất là khó mà cứu được. Còn những người có điều kiện thì nói chung là không nói. Đâu nay mình rất là cảm kích những cái người mà người ta có tiền, có ấy, người ta làm những việc ủng hộ cho những bé bị mổ tim á. Mình rất cảm kích điều đó. Nó bất công đến cái mức mà bao nhiêu người có quyền giẫm đạp mình, còn mình không được nói gì hết. Mình không có tư cách để nói gì hết. Thì tại sao em phải hy sinh đi lụm từng đồng bạc, gom từng xu từng hào của khách đến Đại Nam để rồi mà đóng góp vô cái quỹ từ thiện mổ tim cho từng em một, cứu mấy em từ cái chết trở lại cái sống. Quý vị nào đã từng lâm vào hoàn cảnh của em đi, quý vị sẽ thấy cứu những cái đứa trẻ em mà cha mẹ nó nghèo không có một suất ăn cơm mà lòng em hạnh phúc biết chừng nào, mà bây giờ em dùng chi em không muốn làm gì nữa hết. Thì quý vị nghĩ có em có còn nhuệ khí nữa không? Em có còn một chút tư tưởng nào để cống hiến được không quý vị? Khóc là hèn, giáng sinh là nhục, nhưng mà đôi khi giọt nước tràn ly, giọt nước tràn ly quý vị, vì em nghĩ rằng là vợ chồng em anh Dũng thì cả đời chỉ biết làm cống hiến hết, rồi khi em về em sống em cũng cống hiến hết. 3 ngày nay em phải suy nghĩ, em còn 4 đứa con, em không thể mà em hy sinh tiếp tục để rồi con em nó khổ, mẹ nó khổ rồi con em nó cũng khổ. Một cái doanh nghiệp lớn như thế này, 5-6 công ty quản lý, nuôi cả 1.000-2.000 nhân viên, gồng gánh hết trong ngoài, thế mà người ta vẫn dẫm đạp lên sự hy sinh của mình. Buồn không quý vị?
Hôm nay em nhất định em phải khóc một bữa với quý vị. Bởi vì ai đó từng ở trong cuộc á sẽ hiểu được, sẽ hiểu được cái mất mát, cái đau thương. Có ai bù đắp được cho em một lời tử tế là em đã mừng lắm rồi. Em không đòi hỏi một điều kiện nào hết. Em chỉ cần có một chút lương tâm thôi, cũng không có nữa. Vậy thì em làm để làm gì? Tại sao em phải làm? Tại sao vợ chồng em phải tiếp tục cống hiến để làm cái gì? Em phải suy nghĩ chứ quý vị. Có thể em sẽ rời đi, em không sống ở đây nữa. Mong muốn cô Hằng á, mong muốn cô Hằng thì giúp đỡ cho trẻ em nữa, đừng có nghĩ. Tại vì cổ rồi nghĩ làm phước đó. Rồi bây giờ thì mong muốn cô Hằng nó giúp đỡ trẻ em là có tiền đó, rồi có sức ra thì giúp đỡ trẻ em trong hoàn cảnh khó khăn. Mình có gửi lời cảm ơn gì đến cô Hằng? Dạ. Gửi lời cảm ơn gì đến lời cô Hằng? Thì tôi cũng cảm ơn, rất là cảm ơn cô Hằng đã giúp đỡ cho cháu cho hết bệnh nè. Giúp đỡ tiền bạc để trị bệnh cho con em đó. Hết bệnh. Rồi rất là cảm ơn cổ. Lúc mà chữa trị xong thì mình có được bên bệnh viện cho mình phong bì mấy triệu không? Cho được 4 triệu. Cô Bao Lành đó đem cho đây là cho được 4 triệu. Trị bệnh nó xong đó. Hay là tiền của bên bệnh viện hay là của bên quỹ? Bên quỹ bên bên cô Lành đó. Cô Lành có đem cho đây là cho. Lúc này xuất hiện vậy nha. Dạ, cổ đem cho 4 triệu. Nhưng mà theo chị biết á, là các em á, là mổ tim á, bẩm sinh này nè, là các em là hộ nghèo. Thì tất nhiên á, là các em có bảo hiểm hộ nghèo. Nếu mà nói là trừ cái bảo hiểm hộ nghèo ra, nếu mà trừ cái bảo hiểm hộ nghèo ra thì mỗi một cái mà biên nhận để đóng thêm á, là mỗi một em từ 60-70 triệu, 100 triệu, 100 mấy chục triệu, có hai em 200 mấy chục triệu nếu trừ bảo hiểm ra. Theo là chị biết như vậy. Bệnh của các em thì nó sẽ khác nhau. Khác nhau đúng rồi. Nhưng mà ra là cũng thấp nhất cũng là 70-80 triệu. Sao em? Trừ bảo hiểm ra thì thấp nhất cũng là 70-80 triệu. Đúng rồi em. Chưa tính tiền chi phí khác nha. Chưa tính tiền là bổ sung khác. Rồi chưa cái tính tiền gia đình phải đi ăn uống này nọ đồ kia. Là nó phải đâu tốn kém như vậy đó. Là nó đã tốn như vậy rồi, huống chi mà tính vô một cái ca như vậy rất là nhiều. Chị liên hệ nhiều với các em bị bệnh như vậy, có trường hợp nào mình liên hệ tới mà các em đã bị cái này cái kia rồi không? Mình không kịp á. Cái nói chung lâu rồi, nay cũng nhiều năm giờ, cái tinh thần chị cũng bị yếu rồi, chị không nhớ hết. Nhưng mà theo chị biết á, là có nhiều em mà liên lạc với chị là toàn là đắm đuối hết. Tại vì kiểu như người ta là chờ đợi đồng tiền để mà lên kiếm tiền mà để lên mộ á. Là các em đó là nó thiệt. Nói chung là mấy cái em mà chị giúp hình như là em nào em nấy là kêu rằng nó mất đi 50% về sức khỏe hết rồi. Chứ nó không được khỏe như á. Tại vì thí dụ người ta có tiền, con người ta hơi phải không, đưa lên là vô đóng tiền rụp, người ta làm mổ liền. Còn các em mà nói mà không tiền này nè, gom góp hỏi dai mượn, mà ai cho mượn, đã nghèo rồi, có lúa người ta mới cho mượn gạo, đã nghèo rồi ai cho mượn. Bây giờ mấy em nghĩ đi, mấy em không tiền, không bạc, đi lại mượn người ta, thà người ta cho em một bữa cơm, hai bữa cơm, chứ dám cầm tiền cho em mượn 100, 200 triệu không? Cái đó là chị nói thẳng luôn á. Mượn thí dụ mượn ít 5 triệu, 10 triệu được, khi còn mấy mai mà nói còn mượn 100-200 triệu để mổ tim cho con. Nó ra nghèo như vậy ai cho mượn. Rồi á, thì từ ở chỗ đó các em mà nhờ chị giúp là em nào em nấy là đuối lắm. Tức là khi mà được giúp tức là cứu mạng luôn chứ không còn. Đúng rồi. Đúng rồi em. Đúng rồi. Cái đó là chị nói thật sự với lòng của chị luôn. Nếu mà bởi vì chị gặp mấy cái trường hợp mà chị lên cái clip của chị đó, chị lợi đó là mấy người đó là khóc nức nở. Rồi cái số người ta vô chém đá, ta nói làm màu, không có đâu. Người ta khóc bằng cái sự thật của người ta. Người ta nói trời ơi, con không nhờ cô Lành là con cha con của con chết rồi. Tại vì người ta đến với chị là ở vùng sâu vùng xa, ta đâu có biết được nhiều người giúp đâu. Ở huyện này có một mình chị làm, cái nhóm của chị gọi là nhóm chung tay góp sức phạm lành. Thì nó cũng nói chung là cũng nhiều người biết. Người ta không có nghĩ là chị giúp bên mổ tim.
Người ta chỉ nghĩ, chỉ nhờ chị là lợi vận động giùm, kiếm 5-3 triệu, 5-10 triệu để mà, nói chung để uống thuốc thôi, chứ cũng không hy vọng tới mổ tim đâu. Nhưng mà người ta kể là con của người ta bệnh tim, nhờ vậy mà Út tìm tòi mới giúp được các em bé đó. Nói chung là nói gì gì chứ nói về tới mà mổ tim là Út cảm nhận đau lòng lắm luôn á. Nói thiệt, thí dụ bệnh hay cắt nhà đồ kia thì không không đến đổi. Bởi vì nói tới mà mổ tim á, lúc đau lòng lắm.